Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Sa Ban. Trên đây thì Ngọc Sa Ban lại tiếp tục cho nhân viên đi giao chiếc ghế massage nội địa Nhật. Chiếc ghế này thì thuộc hãng Furikyo và có mã là AS860 cho chú Đạo ở Hạ Long, Quảng Ninh. Chú Đạo thì là một trong những khách hàng thứ nhất là rất là kỹ tính, thứ hai là chú rất là kiên trì đợi dòng ghế thuộc hãng Furikyo. Tại vì Furikyo là một trong những dòng nó thiên về vật lý trị liệu, và mặc dù là chú chưa được ngồi thử ghế Nhật, nhưng mà khi chú đã tìm hiểu qua tức là các tính năng của các dòng ghế thì chú quyết định lựa chọn dòng Furikyo này, và đặc biệt là lựa chọn dòng 860 này. Tại vì dòng 860 này thì là một trong những dòng, thứ nhất là phiên bản đầy đủ, nó có kéo giãn cột sống vặn sườn, cũng như là nó sẽ có tấm sưởi hồng ngoại, nó sẽ giúp xương của chú được giãn ra, và khi giãn ra thấy con lăn nó đi vào, nó sẽ làm cho chú được cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn rất là nhiều. Trên đây thì nhân viên của Ngọc Sa Ban đang hướng dẫn chú sử dụng chiếc ghế massage này một cách rất là nhiệt tình. Ngọc Sa Ban xin cảm ơn chú Đạo đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm tại cửa hàng của Ngọc Sa Ban. Ngọc Sa Ban xin kính chúc chú và gia đình có thật nhiều sức khỏe.